Xin chào tất cả mọi người, mình là Phương. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Phong Lan Rừng Tây Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một cái tác phẩm mình vừa mới ghép thôi. Đó, đây là thể hiện cái phong cách trồng lan riêng của cái vườn Phong Lan Rừng Tây Nguyên mình. Đó, mình thường xuyên trồng theo cái cách này. Đó, bây giờ là mình vừa mới ghép lại nên là quay video để cho mọi người cùng xem theo dõi. Thì đây, ở đây thì mình trồng giá thể là mình sử dụng một cái gốc sao xanh đó mọi người, gốc lúa sao xanh này trông y như một cái chậu. Đây mình có thể tiến xa ra cho mọi người xem này, trông nó y chang một cái chậu ạ. Và cái chậu này thì rất là lớn, rất là nặng. Thì mình ghép cái bụi lan về một phía bên cái chậu này. Đó. Còn bên này mọi người có thể nhìn thấy rõ này, nó có một cái lỗ, sau này lỗ và toàn bộ là để đều là tự thông hết rồi, tự thông đáy hết rồi mọi người. Thì sau này mình có thể sử dụng để bỏ phân hay là bỏ thêm các cái giá thể như là vỏ thông vào để cho cái lan nó tiện ăn và nó sẽ khỏe hơn. Trông rất là đẹp và nghệ thuật mọi người. Thì đối với cái cách trồng lan này nè, thì nó chỉ phù hợp với lại những cái người mà chơi thôi, chứ không phù hợp với những anh em mà kinh doanh và nhân giống nha mọi người. Bởi vì là trồng lên gỗ lúa thì cái tốc độ phát triển và cái tốc độ mà đẻ cây á, mầm thì nó vẫn đẻ khỏe bình thường, nhưng mà cái nó ra được cây trên thân á, và để nuôi cây trên thân á, thì nó không bằng. Nên mình chỉ trồng mầm ra khỏe và đẹp thôi. Đó, thì đây là cái bụi lan mà hồi bữa mình có quay cho mọi người xem đó. Mọi người có thể tìm xem cái mặt bông của nó ở cái video cách đây một tuần trước mình đăng, là loài lan rừng gây nghiện đó. Thì nó là một thằng rất là sai bông luôn nha mọi người. Nó ra bông đến nỗi mà rút tóp hết thân này. Đây là những cái cuống bông của nó này. Mình đã cắt bỏ để trồng lại đó. Nhưng hôm bữa là nó khá là chật rồi. Thì ở đây là mọi người để ý này, cứ một mắt bông của nó thì nó sẽ cho mình từ 2 tới 3 bông hoa. Nếu chăm khỏe thì mắt này cũng sẽ ra đều hết 3 bông nha mọi người. Dòng này thì là một cái dòng dạ hạt thân nù và ngắn. Anh em nào mà nếu mà thích cái phong cách trồng lan kiểu tự nhiên và nghệ thuật như này thì có thể cho mình xin một nút like, một nút đăng ký kênh, đồng thời cho mình thêm cái ý kiến đóng góp ở cái phần comment của video á. Mọi người nhìn thấy cái đọt của nó, đọt mơn mởn lá này, trông khỏe không? Cái bộ lá đó, nhìn cái này qua này, cái bộ lá. Thì cái này là một cái bụi lan này mọi người. Riêng đối với cái việc mà trồng lan một bụi á, thì mọi người có thể để tự nhiên cho nó, bởi vì nó sẽ tự chia nắng ra và nó đi theo hướng nắng, không có chồng chất chồng chéo lên nhau. Còn riêng đối với những cái dòng lan mà mọi người nó không cùng chung gốc á, thì nó sẽ tranh nhau nắng và nó sẽ chồng chéo lên nhau, là mình phải sử dụng các cái dây kẽm và thép để chia ngọn ra. Nên là cái bụi lan mà nguyên một bụi thì lúc nào nó cũng sẽ giá trị hơn cái bụi lan mà rời. Rồi. Mình cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của kênh Phong Lan Rừng Tây Nguyên nhé. Tạm biệt mọi người ạ.